Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, phần sổ tay y học sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn cách phòng chống nấm mốc thực phẩm. Nội dung trong phần hỏi đáp y tế sẽ là những lưu ý để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện y tế. Hôm nay sẽ mang đến cho quý vị câu chuyện về điều kỳ diệu của tình người trong Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Mùa xuân, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển, khiến thực phẩm nhanh bị hư hỏng. Thực phẩm nấm mốc có nhiều độc tố gây hại cho sức khỏe, có thể gây ngộ độc ngay sau khi sử dụng hoặc tích lũy độc tố trong cơ thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như suy thận hay ung thư. Ngay sau đây, chuyên viên Lưu Thị Minh Huệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách phòng chống nấm mốc thực phẩm cực kỳ hữu ích mà các bạn có thể tham khảo. Kính thưa quý vị, nấm mốc xuất hiện khá phổ biến trong môi trường tự nhiên. Chúng thường có ở những nơi tối có độ ẩm cao. Nấm mốc thì có thể tấn công và phát triển ở trên hầu hết các loại thực phẩm, có thể bị hư hỏng nhẹ hoặc bị hư hỏng hoàn toàn bởi các độc tố với sự xuất hiện của các đốm thối có kích thước và màu sắc khác nhau. Vô tình ăn phải các loại thức ăn bị nhiễm nấm mốc thì có thể mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm khác nhau. Với những hàm lượng độc tố nhỏ thì khi hấp thụ phải, chúng ta thường bị ngộ độc cấp tính. Với người bệnh có những biểu hiện như là tiêu chảy, nôn mửa hoặc chóng váng. Còn đối với các loại độc tố vi nấm khi tích lũy vào cơ thể sau một thời gian thì sẽ gây ra ngộ độc mãn tính hoặc là các bệnh nghiêm trọng. Ví dụ như bệnh ung thư gan do độc tố aflatoxin, bệnh suy thận do độc tố oxacin hoặc ung thư buồng trứng do độc tố fumonisin. Vậy làm thế nào để bảo quản thực phẩm đúng cách mà không bị nấm mốc? Trong cái môi trường đang có thời tiết nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao như thế này thì cái việc bảo quản thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đối với các loại thực phẩm tươi sống khi mua về, các bạn cần bao gói kỹ, sau đó chúng ta bảo quản trong tủ lạnh. Tối đa đối với các loại thực phẩm như là rau củ quả thì chúng ta chỉ bảo quản trong vòng 2 tuần. Còn đối với các loại thực phẩm đông lạnh như thịt cá để ở trên ngăn lạ thì chúng ta có thể bảo quản từ 6 đến 12 tháng. Đối với các loại thực phẩm đông lạnh, đóng hộp, chúng ta chỉ nên sử dụng một lần và tránh lưu cữ trong tủ lạnh sau khi đã được mở nắp. Các bạn lưu ý là chúng ta hạn chế lưu trữ quá nhiều các loại thức ăn, các loại rau củ quả trong tủ lạnh, vì làm như vậy vừa làm giảm cái khả năng bảo quản của tủ mà có thể làm sản sinh thêm các cái vi khuẩn phát sinh trong tủ, gây ra ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Đối với các sản phẩm hải sản khô, không nên bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh, bởi vì làm như vậy thì chúng ta chỉ bảo quản được trong thời gian ngắn mà còn làm cho thực phẩm bị khô cứng, ăn sẽ bị giảm độ ngon. Các bạn nên bọc kín và bảo quản ngay ở chăn đá của tủ lạnh. Làm như vậy thì chúng ta vừa bảo quản được lâu mà thực phẩm vẫn giữ được độ dẻo vốn có của nó. Khi bảo quản ở trên ngăn đá tủ lạnh, các bạn nên để từ 3 đến 4 tuần. Với các loại ngũ cốc hay các loại hạt thì khi mua về chúng ta cần để khô, sau đó cho vào lọ thủy tinh hoặc lọ kín rồi cất đi bảo quản. Tương tự như vậy, đối với các loại nấm khô hoặc là miến bánh đa thì chúng ta cũng nên bọc kín, sau đó bảo quản ở những nơi cao ráo. Các bạn nên lưu ý là cái nhiệt độ trong tủ lạnh cũng rất là quan trọng. Đối với ngăn đá thì chúng ta nên bảo quản ở nhiệt độ âm 18 độ C. Còn nhiệt độ ở ngăn mát thì các bạn nên bảo quản ở khoảng từ 0 đến 4 độ C. Đây là khoảng nhiệt độ an toàn giúp cho thực phẩm không bị nấm mốc. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nên thường xuyên vệ sinh, lau dọn tủ để lau những cái mảng bám vô tình còn sót lại của thực phẩm trong tủ. Việc kiểm tra tủ lạnh thường xuyên cũng rất là tốt cho các bạn phát hiện được các loại thực phẩm đã bị cận đát. Và khi sắp xếp các thực phẩm cho tủ lạnh thì chúng ta lưu ý sắp xếp các thực phẩm cần sử dụng sớm hoặc là có hạn sử dụng ngắn này, những cái loại thực phẩm mà gần hết hạn sử dụng ở phía ngoài để thuận tiện cho việc quan sát và lấy ra sử dụng. Bên cạnh đấy thì chúng ta cần áp dụng việc ngăn chặn nấm mốc trong chính môi trường sống bằng cách là xử lý ngay những khu vực bị ẩm ướt trong môi trường sống của chúng ta. Nguyên tắc vàng để giữ cho thực phẩm không bị nấm mốc đó là chúng ta phải bảo quản ở những nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh phổ biến trong thời tiết mưa ẩm, bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Khi mắc sốt xuất huyết, có rất nhiều người nghĩ đó chỉ là sốt virus thông thường nên chủ quan không đi thăm khám, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.
Chính vì vậy, để phòng tránh căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những giải đáp sau đây của bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, trưởng khoa ký sinh trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Thưa bác sĩ, sốt huyết có lây không và lây theo đường nào? Bệnh sốt huyết là một bệnh bây giờ rất là phổ biến mà là một bệnh gây thành dịch. Và bệnh sốt huyết chính vì thành dịch nó là bệnh rất lây, mà lây theo đường chung qua trung gian là mũi truyền bệnh giữa người có khi mũi đốt của những người mắc bệnh mà có virus của sốt huyết thì sẽ mang khi đốt vào người bệnh về đốt sang người này thì nó truyền bệnh người này thông qua một chỗ trung gian gọi là mũi. Thưa bác sĩ, sốt xuất huyết bao lâu thì khỏi và chế độ ăn cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết thì thế nào, và nếu mà mẹ mà trong trường hợp bị sốt xuất huyết thì có cho con bú được không? Bệnh sốt huyết thì tùy theo trạng thái bệnh mắc bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì thời gian điều trị nó khác nhau. Có những điều trị lâu, có điều trị thời gian ngắn, tùy theo cơ địa từng người, tùy theo mức độ mắc bệnh và độ nặng của bệnh. Nếu chúng ta điều trị sớm và phòng bệnh tốt thì nếu mắc bệnh nhẹ thì điều trị trong vùng quân bình thì khoảng độ 1 tuần đến 10 ngày là bệnh nhân có thể xuất viện. Nhưng nếu trường hợp mà bệnh nhân bị nặng mà chúng ta phải để lâu không đến cơ sở y tế ngay thì bệnh có thể kéo dài, thậm chí dẫn đến tử vong. Khi mắc bệnh sốt huyết, chế độ ăn giàu dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của người và chế độ ăn lỏng dễ tiêu và nhiều hoa quả, nhiều chất vitamin để nâng cao thể trạng của người. Cho nên là trong sốt huyết thì đặc biệt chế độ ăn rất là quan trọng. Mẹ bị sốt huyết hú thì chúng ta thì con vẫn hoàn toàn bú được. Còn khi cho con bú với mẹ thì chúng ta đảm bảo cái phòng bệnh sốt huyết không được để cho môi trường có mũi vì nó truyền bệnh từ người mẹ mang bệnh sang con thông qua mũi vật chủ trung gian. Cái này nó không lây qua đường sữa. Thưa bác sĩ, là bệnh sốt xuất huyết thì khi nào thì có thể điều trị ở nhà và khi nào thì phải đi khám bác sĩ, và bệnh sốt xuất huyết thì đã có thuốc gì để phòng và điều trị chưa ạ? Tất cả các trường hợp sốt huyết thì theo lời khuyên của tôi đều điều trị tại cơ sở y tế. Trường hợp nhẹ chúng ta phải điều trị tại trạm y tế với theo dõi của nhân viên y tế, và trường hợp nặng một chút chúng ta phải cần đến cơ sở y tế. Không khuyến khích điều trị dưới tại nhà, và chúng tôi luôn nhắc lại tất cả trường hợp ca bệnh sốt huyết tại phải điều trị tại cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà. Sốt huyết là một bệnh lây giữa người này bị bệnh sang người lành thông qua vật chúng ta là mũi, và hiện tại mà chưa có vaccine phòng bệnh sốt huyết. Chúng ta với phòng bệnh bằng cách thụ động vệ sinh môi trường, diệt mũi là diệt cái vật chủ trung gian mũi truyền bệnh, chứ chưa có vaccine phòng bệnh sốt huyết giống như bệnh truyền nhiễm chủng khác. Một bệnh nhân trẻ tuổi đã tìm lại được cơ hội sống sau tai nạn nhờ vào tình người ấm áp của các y bác sĩ, những người hảo tâm, những tấm lá lành đùm bọc. Đó là câu chuyện về điều kỳ diệu của tình người ở khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. 2 tuần sau ca phẫu thuật, giờ đây chị Hà Thị Vươn, 34 tuổi ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, đã có thể tự co giữa chân mặc dù chậm và còn cần nhiều thời gian tập phục hồi chức năng nữa. Song đây đã là một kỳ tích về sự hồi phục của chị. Chị về nhà đâu? Bệnh nhân trèo cây cao khoảng hơn 2 mét, thế là ngã xuống đất, không may bị một cái chấn thương cuộc sống từ 9 giờ sáng. Nhưng mà bệnh nhân đến tận 3 rưỡi chiều thì mới vào đến bệnh viện. Đấy, sau khi hỏi bệnh nhân, khám và chụp chiếu tất cả, thấy là bệnh nhân bị một cái chấn thương cột sống vỡ và xẹp phần thân đốt sống gây liệt tủy hoàn toàn, hai chân là mất hoàn toàn vận động. Hỏi bệnh nhân lý do tại sao phải bị từ 9 giờ sáng bệnh nhân mới vào viện, thì bệnh nhân bảo là không có tiền. Cứ nghĩ rằng là vào viện là phải có tiền thì bác sĩ mới mổ. Đây là một trường hợp mà cũng rất là tiếc. Thế là sau khi mà khám xét tất cả các có được chẩn đoán rồi thì chúng tôi đã đưa bệnh nhân đi mổ cấp cứu ngay. Thì cũng rất may mắn là sau 3 ngày thì cái chân bên trái là bệnh nhân có dấu hiệu cử động được, cơ nó bắt đầu vận động, tức là chân bên trái là co được hẳn lên rồi, còn chân bên phải bắt đầu có dấu hiệu các cơ nó bắt đầu hồi phục, có phản xạ của co cơ rồi. Thì cái này nếu bệnh nhân mà tập phục hồi chức năng tốt thì có thể là sẽ đi lại được. Hoàn cảnh quá nghèo, không may bị tai nạn nặng nề, song trường hợp của chị Vương thực sự may mắn khi đã được sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng. Vào đây tôi thấy tất cả các cô các chú nằm cùng trong phòng với cháu, các cô các chú bác sĩ trong viện quá tốt với gia đình. Hôm đầu tiên vào phòng các bác sĩ cũng có ít phong bì để mua quà cho cháu, rồi các bác sĩ cũng cho phiếu đi mua cơm để ăn. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình không có
thì đưa cháu vào muộn này. Đến đây các cô, các chú trong phòng cũng giúp đỡ. Có chú con bà nằm cạnh giường này cũng kêu gọi công ty nhựa sau ủng hộ cháu. Thấy hoàn cảnh của em khó khăn quá, gia đình không có nổi tiền để mua cơm luôn ấy. Thì lúc đầu thì tôi cũng chỉ suy nghĩ là giúp em bắt cơm trong ngày thôi. Nhưng đến khi bệnh viện kêu đóng 10 triệu thì mẹ chồng của bệnh nhân này mới nói là bây giờ gia đình không có đủ tiền đóng tiền viện thì là xin về nhà. Thế thấy em nó khổ quá, tôi thấy tội nghiệp cho em, thì em vẫn có 3 năm tuổi. Thế tôi mới nảy ý nghĩ là bây giờ đi quyên góp xin từng phòng một, từng người một để tôi đi xin. Bác sĩ trong khoa ngoại thần kinh này là rất nhiệt tình, cũng đã ủng hộ cho em là ca phẫu thuật của em là tới 68 gần 70 triệu, mà trong cái đó vừa gia đình với vừa chúng tôi đi kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ mới được có hơn 30. Trong khoa ngoại đã kêu gọi bên hãng thuốc rồi là tất cả nhân viên bệnh viện cũng đã ủng hộ cho em thì mới đủ số tiền 68 triệu gần 69 triệu. Gieo tình thương sẽ gặt lòng nhân ái, những tấm lòng mang theo tình cảm và hy vọng được cứu sống những bệnh nhân khó khăn hoạn nạn của các y bác sĩ đã làm tin yêu và cuộc sống được nhân lên. Xin được mượn lời của vị bác sĩ nhắn nhủ mọi người bệnh để kết thúc và mong câu chuyện về lòng nhân ái sẽ lan tỏa. Đối với các bệnh nhân mà bị tai nạn hoặc bị các bệnh cấp tính, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có tiền hay không có tiền, thì cứ vào viện đã. Ở đây chúng tôi vẫn cứ mổ cấp cứu, rất nhiều trường hợp chúng tôi mổ cấp cứu là bệnh nhân không có tiền, thậm chí không có người nhà. Đấy, nhưng chúng tôi vẫn mổ và đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân. Chương trình Cuộc Sống Khỏe xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể liên hệ để đặt câu hỏi về sức khỏe cho chúng tôi gửi về địa chỉ Phòng Khoa Giáo Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên, 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, email cskhitva@gmail.com. Chương trình này cũng có thể xem lại trên Hưng Yên TV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.